bệnh gì đó, rồi khó khăn đó, nhắm sống được thì sống, còn không được thôi. Đây là chỗ tắm ăn uống, nấu ăn. Cái này, cái lô này là để tắm, chạy nước lên. Mua tưa đâu? À, cái này là mua tưa hả? Dạ. Mua nhiêu tiền? Cái này của ông chủ nhà, ông trên ông cho mượn á. Hai con. Trời ơi, to ha. Đâu được. Hả? Chết hết chân. Chết hết hả? Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang. Và trong cái chuyến hành trình năm mới này thì Bùi Hồ sẽ gặp gỡ một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Và theo chia sẻ của người dân thì vợ chồng của anh này á, hai người cũng từng có gia đình. Sự cố về gia đình á, gian dở thì anh và chị cùng nhau che một cái tấm bạt tạm bợ sống dưới một cái mái nhà tranh như thế này. Và chúng ta cũng thấy là một cái khung cảnh khá là yên bình. Đây là một cái dòng sông nhỏ ha. Và một ngôi nhà được dựng lên một cách rất là tạm bợ. Đó là gia đình của anh Lực và chị Phương, mà theo người dân chia sẻ rất là khó khăn ở thời điểm hiện tại. Và mọi người còn thông tin rằng là hàng ngày anh chỉ đi bắt ốc thôi. Và ngày hôm nay đến đây thì Bùi Hồ gặp được anh, còn chị thì nghe nói lại đi điều trị bệnh ở bệnh viện. Rồi cô bác của anh chị, cô bác của anh chị thấy một cái mái nhà không? Giờ dừng bằng những cái lá dừa nước đúng không anh? Lá dừa nước, vì những cái lá dừa nước nó rất là thưa đó, nên thành thử là anh Lực cũng phải dần thêm những cái mền, cái chăn. Với lại ở trên này là có những cái tấm bạc màu đen nữa nè, thấy không? Cô bác anh chị không biết là ngôi nhà này nếu như mà tiền bạc thì không biết anh Lực là không, với lại chị ngày xưa là dựng lên với bao nhiêu tiền. Nhưng mà cuộc sống của anh á thì bây giờ như sống dưới một cái ngôi nhà trống trước trống sau à, hình như là toàn bộ ngôi nhà không có gì là đáng giá cả. Và ngày hôm nay á thì gặp anh Lực, rồi sau khi anh Lực đi một ốc về nè. Công việc của anh Lực là một, cho em đeo cái mic cái nhanh Lực. Dạ, dạ. Anh Lực ơi, năm nay thì mình bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, năm nay em 40. Lên trên giường để ngồi để cho mát. Dạ. 40 hả anh Lực? Dạ. Còn chị? Năm nay 4 mấy rồi, 47 rồi. Chị 47 hả? Dạ. Chị lớn hơn anh 7 tuổi. Dạ. Cơ duyên là sao anh với chị gặp nhau? Nói chung đó em cũng đi làm á, còn khỏe em đi làm rồi. Rồi cái gặp nhau, cái giống như cái duyên nợ đó, em nương náo nhau sống đó. Anh với chị sống ở đây với nhau được bao nhiêu năm rồi? Chắc vòng vòng chắc cũng có 5 năm rồi đó. 5 năm rồi. Dạ. Anh cũng có một gia đình riêng. Dạ. Và chị cũng có một gia đình riêng. Dạ. Hai người đều sau cái biến cố gia đình thì dạ, mỗi người đều dang dở và đến với nhau. Bị em bị bệnh đó, bị đợt đó với em ta biến rồi bị chèn ép thần kinh, cái em quên. Rồi cái vợ bỏ đi. Chia tay. Vợ tự bỏ đi. Dạ. Vợ bỏ đi bao, anh sống với vợ anh bao nhiêu năm? Vợ trước á? Cũng 5-6 năm rồi đó. Dạ. Rồi đi rồi xong rồi em mới sống mình. Anh sống độc thân bao nhiêu năm? Em sống độc thân cả chục năm á. Vậy hả? Dạ. Và không có quen ai hết? Dạ. Bệnh mà đâu có quen ai. Bị cao áp rồi, thiếu máu cơ tim rồi, chèn ép thần kinh tùm lum chứ nha. Rồi sẵn thẳng nữa. Anh với chị sống với nhau là cái mảnh đất này là sao? Của ông chủ nhà, ông cho ở. Như là người ta thương, người ta cho mình ở rồi đó. Rồi ai dừng lên cái nhà của mình? Cái bạc này là của ông chủ nhà, ông mua cho nè. Còn cây á thì xin ta cho xin ha. Bạc thì chủ nhà cho. Dạ. Trời ơi, còn chiếc giường này? Chiếc giường này là của ông anh ở đằng xóm kia, người ta cho. Coi như là nhà mình là toàn bộ ta cho hết. Dạ. Rồi sau khi anh với chị đến với nhau á, dạ, thì anh làm cái công việc là bắt ốc hả? Dạ, em bắt ốc không ạ? Bắt ốc bao nhiêu năm rồi? Em bắt ốc nay nó cũng 4 năm rồi. Em thấy ở năm chỗ mình có cái vỏ thùng bia là sao ta? Cái vỏ thùng bia này của ông đại lý bia của chủ nhà hồi đó, ông làm đại lý bia, giờ cái này cái qua đợt á người ta bỏ á. Mình có uống rượu không anh Lực? Dạ không. Không uống rượu bia luôn ha. Dạ. Vợ của mình thì đi bệnh viện. Dạ. Bị bệnh gì anh? Bị giò, bị teo mỡ dưới khớp á. Rồi bú cổ nữa tùm lum chứ hả? Đi mấy ngày rồi? Đi nay nó 4-5 ngày rồi. Rồi tiền đâu mà điều trị?
Có bảo hiểm rồi nên nhỏ em ấy tới đâu tính nấy em không biết nữa. Nằm ở bệnh viện thành phố hả? Dạ, lên thành phố cho nhỏ em nó chở đi khám, giờ em cũng không có đi tránh, em không biết. Mỗi ngày thì anh bắt ốc bán được bao nhiêu tiền anh ạ? Nói chung thì nhầm bữa thì cũng được 70, nhầm bữa 150. Nó cũng tùy theo ngày có ngày không. Khi 30 cũng chừng. Mình bắt từ mấy giờ đến mấy giờ? Cũng như nước rồng thì em đi rồi nước lớn về cũng không biết đâu, nói cũng theo thời gian vậy đó. À, thường là mấy tiếng anh lận? Có khi đi tối ngày không chừng, có khi em đi chừng tiếng hay tiếng không chừng. Coi như là bây giờ mình mất cái khả năng lao động luôn hả lực hả? Dạ. Không có làm hồ gì được hết. Nói chung là làm tại em bị thiếu máu cơ tim á, rồi chèn ép thần kinh làm cái đấy nó mệt. Như bình thường thì nó không gì, nhưng mà làm quá rồi nó mệt, nó mệt tới lắm. Còn chị? Dạ em thì nó bị dò teo mỡ khớp á, rồi bị bú nữa, rồi đâu có đi lội gì ấy đâu nổi đâu. Chị không có làm? Dạ. Coi như là cái công việc mà anh làm là mò ốc, là coi như là thu nhập chính của gia đình mình. Dạ. Vậy thì có đủ không anh? Chỉ đủ gạo ăn thôi chứ không có để mà trang trải cuộc sống, phải eo hẹp có gì ăn mấy, người mình nghèo mà phải chịu mà. Ngày xưa anh nói với chị như thế nào mà chị chấp nhận theo anh để mà sống ở trong cái liều như thế trại như thế này? Thì hai đứa gặp nhau thì em cũng nói là thì cái hoàn cảnh em cũng bệnh vậy đó, rồi khó khăn đó, nhắm sống được thì sống, còn không được thôi. Hai đứa thấy cũng như người kia thì cũng bệnh rồi, người kia nó không thấy đó, rồi thôi. Thấy cũng phù hợp rồi về sống. Vì sao khi nhắc đến thì anh lại khóc anh Lực? Dạ. Ứa nước mắt á. Dạ. Còn tại cái hoàn cảnh nó vậy em cũng không biết sao giờ. Coi như là có vợ mà mình bệnh rồi vợ mình bỏ ra đi luôn. Rồi mình sống đơn độc, hồi đó giờ sau này mình mới gặp người tiếp theo. Dạ. Cùng với mình tựa vào nhau để mà tiếp tục sống. Dạ. 70.000 thì chỉ đủ để trang trải cho mắm muối một ngày thôi. Dạ. Chứ nói về cái việc mà để dư giả thì không thể nào dư giả. Dạ. Tại sao mình không bán vé số anh Lực? Tại em đi quên. Có khi đi còn đồ quên á, đâu có nhớ đâu. Mà bán. Đi em đồ cái đi quên trước quên sau à. Mình nói mình dựng cái nhà của mình là cũng mấy năm rồi. Vậy thì vào mùa mưa thì sao? Thì cũng vậy đó. Tạt dữ không? Dạ cũng có tạt dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Có bao giờ là những cái lỗ trống như thế này nè? Dạ. Mưa đến là chỗ giường mình nó ướt hết không? Dạ ướt rồi mình ấy vô chút xíu rồi cạnh mưa rồi mình ấy lại. Dạ hả? Dạ. Trời ơi, cô bác của anh chị thấy không? Ngăn giữa một cái không gian đằng trước dưới ở trong này nè, chỉ là một cái tấm cao su thôi, rất là mỏng luôn và cũng rất là cũ rồi, được dăng một cái mùng nữa đó. Rồi không biết tắm rửa thay đồ về vệ sinh thì như thế nào? Cái ngoài đó sàn nước cũng lưu á. Đâu cho em coi. Dạ đây. Chỗ này là cái gì anh? Đây là chỗ tắm ăn uống, nấu ăn. À, cái này, cái lưu này là để tắm. Dạ. Chạy nước lên. Dạ. Mua tưa đâu? À, cái này là mua tưa hả? Dạ. Mua nhiêu tiền? Cái này của ông chủ nhà, ông chảnh, ông cho mượn á. À, điện của ông chủ nhà ông cho luôn. Dạ. Ông chủ nhà là sao với gia đình mình? Cũng ở sớm thôi à, không có bà con. Tắm ở đây? Dạ. Rồi không có dừng gì hết? Dạ, không. Rồi chị sao? À, tắm xong rồi vô trong thay đồ. Chị cũng tắm ở đây luôn? Dạ. Tắm xong rồi bơm nước dưới sông này lên tắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi vô trong này thay đồ. Dạ. Còn những ngày mưa sao tắm? Chừng nào cạnh mưa thì tắm. Còn việc vệ sinh thì sao? Đi nhờ người ta. Đi nhờ? Dạ. Đi nhờ là sao em không hiểu? Lỡ tối thì sao mình nhờ? Có cầu cá ở đây, chỉ cầu cá không mà. Dạ. Dạ. À đi cầu tổm á. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi cầu cá cô bác anh chị. Điện này là cũng nhờ ông chủ nhà ông cho luôn. Dạ, ông cho luôn. Ôi trời ơi.
những cái tấm dừa nước này là sao? Dừa nước đang nắng trời sinh ta cho. Trời ơi, vậy là coi như nhà mình dựng lên đâu có tốn thứ gì đâu. Dạ. Ồ, cô bác anh chị thấy không? Hình như là mình có bán tập quá nữa hả? Có không? Dạ không. À, chỉ để mấy cái bàn vậy thôi đúng không? Dạ. Còn chiếc xe này là phương tiện để mình đi mò ốc hay sao Lực? À, cái xe này của ông chủ nhà, ông cho để đi tới đi lui á. Ừ. Mò ốc đồ này kia sinh sống á. Ừ. Ông thấy khổ rồi ông cũng để cho chạy đó. Ừ. Kinh khủng. Cho mình chạy. Cái này là cái không gian bếp của mình đấy hả? Dạ. Mưa sao mà nấu anh Lực? Khi nấu thì khi nào mưa thì không có nấu anh. Vậy hả? Dạ. À, hôm nay mình ăn cơm gì? Dạ, ăn cơm với cá kho. Này là gì à? À, sớm anh hai chén cho cải. Ừ. Mua chị cải anh cho. À. Ô, cá lóc kìa. Dạ, hôm qua em đi mò được hai con á. Mò hả? Dạ, mò ốc á, thì thục hang được á. À, chính được hai con cá lóc tự kho ăn. Dạ. Được hai con hồi qua. Dạ. Này ăn sáng chiều một ngày hay sao? Dạ. Ăn chỉ có này thôi chứ không có gì hết. Dạ. Chiều nay lấy cải nấu canh. Ừ. Cái này là nồi gì anh? Cái nồi nước qua anh hai chén nấu bắp mà. Ừ. Điều hiu hô. Cái bếp ga, được cái bếp ga là quý nhất quá. Dạ, dạ đúng rồi. Cái bếp này của con của anh hai cho. Trời ơi. Nó làm vừa gạo mà bỏ bia nước đá. Ừ. Rồi nó cho. Ừ. Anh Lực nói chuyện hiền quá. Cái này là cái thùng gì đấy anh? Cho em coi được không? Thùng không à, không có gì chứ. À, thùng này giá này sao mình không bỏ đi? Chút nữa em mới bỏ. Còn này? Này mắm người ta cho luôn. này làm hay cho? Cái này cho hết á. Tết người ta cho, sớm người ta cho á. À, Tết mình ăn Tết được nhiêu tiền? Ừ, không cho, em mua đồ rồi còn nhiêu em mua nhiêu vậy đó. Chứ, ừ. Chứ đâu có tiền bạc hay đâu. Ê hả? Dạ. Chị thì 47, còn anh thì 40. Dạ. Coi như là cùng nhau mà đùm bọc với nhau để mà sống. Dạ. Có bao giờ anh thấy khi mình đến với một người phụ nữ mà mình để cuộc sống cũng bị thiếu thốn thì mình có buồn không anh Lực? Nói chung mà em cũng buồn nhưng tại cái hoàn cảnh nó vậy em chịu biết nói sao vậy. Có bao giờ chị thổ thẻo với anh không? Có, cũng có nói. Chị nói sao? Nói cũng như mình nghèo vậy đó. Nếu mà em nói thôi giờ mình lỡ rồi chịu vậy chứ nói gì. Có bao giờ chị nói là chị anh sợ chị là vì mình lo không đầy đủ mà chị bỏ cái đi không? Tại chị cũng bệnh nữa, anh ra đâu ấy đâu. Ừ. Chị cũng bệnh mà anh cũng bệnh đúng không? Dạ. Thì cùng hoàn cảnh nhau mình đâu có người nào suy nghĩ vấn đề ấy đâu. Dạ. Trời ơi. Cũng như đến nhau không phải gì, cũng như đùm bọc lẫn nhau, tựa nương tựa sống bệnh đau thôi chứ còn đâu có suy nghĩ này kia đâu. Ừ. Ước mơ bây giờ của anh là gì? Ước mơ của em nhờ mạnh thường quân, bà con chú cô bác nào đó giúp đỡ được cái nhà đang mà che mưa nắng vợ chồng bệnh đau. Ừ. Có ở. Ừ. Qua đây đi anh, nói tới là anh Lực khóc à. Ở nhà là Tết không có sắm đồ mới luôn hả? Tết hôm nay sắm có hai bộ đồ. Ừ. Mấy bộ? Hai bộ. Bao nhiêu tiền? Ừ, 200 mấy. Đi hả? Dạ. Anh hai bộ chi hai bộ hay sao? Dạ. Tết có đi làm không hay là đi vòng vòng chưa? Tết em không có làm ở nhà. Cái này là cái thiết bị anh bắt, cái gỗ để anh bắt ốc đó hả? Dạ. À, cứ quẩy cái này là đi. Dạ. Sớm bán được nhiêu tiền? Sớm em bán được 100 ngàn. Được mấy ký? Được 3 ký. Ừ. Ốc bu mình đó hả anh? Dạ. Mò mấy tiếng anh Lực? Bữa nay mò mấy tiếng? Hôm nay mò cả 3 tiếng. 3 tiếng. Tại nếu như mà em không có điện cho anh thì chắc có lẽ là anh chiều mới về hả? Dạ. Thường là mình mò khoảng ngày khoảng mấy tiếng trầm mình ở dưới nước á? Nói chung là có khi 4-5 tiếng, khi 6-7 tiếng, khi 2-3 tiếng cũng như là tùy theo á. Ừ. Đây đó xa không anh? Em đi tùm lum chứ ngà. Ừ. Rồi đủ tiền xăng không? Có khi thì đổ xăng rồi mình đi về cũng còn chút đỉnh nữa. Mà chỗ anh mò so với đây sao? Ừ.
ở đây đẳng cũng cỡ chừng mấy trăm thước, có khi em đi cả chục cây số không chừng nữa. Cái nơi anh mò mới vừa rồi là chỉ mấy trăm thước thôi hả? Dạ. Bởi vì ở đây nhiều chỗ người ta cấm bản trơn à. Rồi đi chỗ khu quy hoạch đó người ta không có cấm bản á, đi chổng mình mới mò được. Người ta cũng nuôi hết rồi đúng không? Dạ. Với lại ao của người ta, ta cũng không cho mình mò nữa. Dạ. Nên là nữ là mọi thứ là mò ốc thôi nó cũng đã khó khăn rồi. Khó khăn lắm. Bây giờ người ta nuôi trên người ta giữ, người ta vớt ta bán. Anh có thể đi mò giờ này thứ em xem nó bao lâu anh được khoảng nửa ký được không? Dạ được. Rồi sau đó anh em mình trở về đây. Dạ dạ. Anh em mình đi ha. Dạ. Đây là cái sọt bò ốc của anh. Nói tới là anh khóc à. Có đội nón gì không? Có anh đội cái nón. Và bây giờ thì để hiểu thêm về cái cuộc sống của anh Lực á, thì Bùi Hồ cũng cùng với anh trải nghiệm để xem cái việc mà anh mò ốc như thế nào, và việc kiếm đồng tiền ở thời điểm hiện tại bây giờ thì đối với anh và cả gia đình luôn rất là khó khăn. Mà hiện nay thì chị cũng đang nằm ở bệnh viện á, nên cuộc sống đã khó khăn rồi thì nay lại càng khó khăn thêm. Bây giờ đi tí xíu khoảng 15-20 phút về ha. Đoạn đường mà Bùi Hồ cùng với anh Lực đi á thì khoảng 500m, và anh sẽ đậu một cái chiếc xe ở ngoài đường và lội bộ vào trong một cái khu ruộng để mà mò. Cô bác anh chị biết không, để có được một cái ốc thì anh phải mò cũng khá là lâu. Anh phải đi từ sáng sớm cho đến thời điểm bây giờ là khoảng 1 giờ, thì khoảng 5 tiếng thì anh chỉ kiếm được 100.000. Đó là những ngày trúng mánh ha. Còn nếu như mà không trúng mánh thì khoảng chừng 50-60.000. Thì khoảng 1 giờ đồng hồ thì anh khoảng được 20.000 đồng. Và nếu như mà cô bác quý chị ở nước ngoài xem được clip này á thì biết rằng 1 tiếng đồng hồ, 1 giờ đồng hồ anh chỉ kiếm được chưa đầy 1 đô. Rất là khó khăn cô bác quý chị, cực kỳ khó khăn. Mà cơ thể của anh á thì phải ngâm mình ở dưới nước, trầm mình ở dưới nước xuyên suốt. Ở trên thì nắng, ở dưới thì lạnh. Và thậm chí là có những cái đôi khi là chân của anh á, khi mà anh mò á, có những cái gai đồ đó nó cũng rất là nguy hiểm đúng không anh Lực, hoặc là miễn ốc rồi đúng không anh, rất là nguy hiểm chứ không đơn giản đâu. Dạ, tại vì không có được bảo hộ trong cái việc lao động. Đây là một cái việc làm mà phải nói ở thời điểm bí bách á thì anh không đầy đủ sức khỏe nè, rồi thậm chí á là để mà có một cái đồng vốn để mà làm ăn á thì cũng không có tiền nữa. Nên là nữ công việc mà mò ốc là coi như là ở thời điểm hiện tại đối với anh nó phù hợp nhất. Ô xa vậy anh? Tới chưa? Tí xíu hả? Tí xíu nữa làm bao nhiêu mét nữa? Trời, cái này là gần nhất rồi đúng không? Chắc mà gần nhì chắc nó có xa lắm. Vậy hả? Ôi trời. Đây là ở trong một cái khu vườn nha. Lần đầu tiên ở đây là thuộc thành phố Ngã Bảy, huyện tỉnh Hậu Giang. Dạ. Trời. Đây hả anh? Anh Lực ngày xưa là học hết lớp mấy thì anh nghỉ? Hả? Lớp 1 mà kỳ 2 á. Học hết lớp 1. Chưa hết lớp 1 đó, qua kỳ 2 nghỉ nè. Biết chữ không anh? Hồi đó em còn đọc được một cái chữ, giờ lâu quá quên chưa. Mà mình không nhớ. Cái chữ khi quên cái thằng tiền á. Trời ơi. Xa vậy? Dạ, thấy chưa? Đây là một cái vườn sầu riêng. Ê à, phải làm lùi vô. À, này là gạo nhút.
Anh có bị ướt mình không? Có nghĩa là ướt đến cái micro không? À cũng sâu ha. Sâu lắm, em mò lúc đó. Có khi nào mình bắt trúng ốc bu vàng không? Ốc bu vàng hả? Còn ốc bu vàng có bắt không? Dạ có. Nhưng mà mình phân biệt được không? Rồi em mò đây có mua bự không mà giờ người ta bắt hết trơn à. Nhiều người bắt lắm. Nhiều người bắt lắm hả? Dạ. Mấy mương này chủ nhà tao không giữ mà. Dạ. Mấy mương này chủ nhà tao không giữ mà. À ốc này là nó tự sanh sôi ra hay là người ta thả ta nuôi? Tự sanh sôi nhưng mà người ta giữ á. Ờ. Giữ người ta bắt hết mà. Ừ. Mương này bữa nay có ốc à? Nay có rồi hả? Ô mò nước cứ chao chao vậy á. Mà anh mò cũng hay ghê á. 3 năm, 3, 4 năm làm nghề mò ốc hả? Mương này có ốc rồi. Ô, nhiều á. Mương này người ta giữ nè. Người ta phát hiện là người ta la. Không, quen là người ta không la đâu. Vậy hả? Như người lạ người ta la. Nhưng mà quen là ta không la. Dạ, còn như em bắt người ta không la đâu. Vì người ta thấy mình khổ nữa đúng không? Cái này là nước lòi lon, nước này ăn không có được. Ăn không được hả anh? Ăn được không ngon. Dạ hả? Ăn chắc nó lỗi nó không ngon như nước đồng. Cái lỗi nước này nó không ngon. Nó em tưởng đâu cái mương nó cạn, ai về cái mương sâu ghê á. Con khách bự ngon quá. Trời ơi. Anh đụng nó gớt xuống đất rồi sao? Đụng gớt đất mà nó mò được á. Càng cho nó gớt dễ bắt anh. Vậy hả? Dạ. Chứ không phải là nó đeo thì mình dễ bắt hơn. Dạ. Nó đeo nó lững chững mình đâu biết cái màu đâu mình mò. Nó gớt xuống đất mình mò được. À, có khi nào mò gì dính cá không anh Lực? Dạ dính. Thục hang. Vô hang. Hai con. Hai trời con. Ơi, to ha. Đâu được. Hả? Chết hết chân. Chết hết hả? Già quá, chết hết rồi. Già quá. Lúc trước mương này ốc dữ lắm luôn. Vậy hả? Giờ tiết rồi, tắt tiết rồi hết luôn. Một mương vậy thì anh mò có thể là nó được 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 1 kg không? Không có đâu. Mà chết chân thôi. Hiếm lắm. Tại vì mương này bọn ai ốc nó mới như gì dễ gì. Mặt. Chết hết hả? Chết chân. Mương này vậy là nó còn có ốc nhiều đúng không? Đúng. Còn mấy mương khác là nó không có luôn. Thì em muốn quay em mò mấy cái mương chủ yếu lửa mương có ốc à. Em quay với thật sự ra là nó đâu có được gì đâu. Dạ hả. Muốn cho anh quay thì nó chết chân. Trời ơi. Bị chết tay không yên à. Bị thuốc đúng không? Thuốc. Chết hết. Đây cây sầu riêng. Vô đây mới được nắng quá. Cây sầu riêng có bông rồi nè. Hoa sầu riêng. Chết chân luôn. Chết hết rồi anh. Tới đầu đó nghỉ được rồi anh ơi. Một lít thôi. Để mọi người biết rằng là cái công việc của anh là thực tại là anh mò ốc để mà nuôi vợ con. À có gì á? Đâu? À lấy luôn bắt luôn hả? Chiều kho ăn. Giờ chiều kho ăn. Trời. Dính con gì bắt con nấy luôn. Chết trơn rồi. Thì thuốc chết hết rồi. Ờ, đựng con. À, đựng nè. À, con ốc chết là cầm lên thấy nó nhẹ lắm. Giờ đây. Sống ốc lát hả? Con này ốc lát. Anh đi bán cho người ta. Dạ. Bán để phóng sanh hay người ta mua làm gì? Ta mua, ta bán
cho mấy cái quán nhậu trên Sài Gòn á. Dạ hả? Mấy cái nhà hàng đồ đó. Ừ. Con này ốc lát nè. Đâu? Ốc nhỏ này ốc lát nè, mặt nó hơi nhọn nè, ốc u. Ừ. Con này ốc lát, con này ốc u. Dạ. Sầu riêng mùa này trái lắm luôn cả nhà. Không có con nào hả? Có mấy con, 4-5 con à, bữa đó nước ngập dữ lắm luôn. Vậy không không mưa nó bắt quá không ốc á. Mưa này không gài. Bữa nay em đi là hên. Không phải. Tết nè, người ta ăn Tết người ta không có bắt. Ừ. Dạ. Còn thường bữa ở đây có rông đâu. Bữa nay vì là người ta không có đi nhiều á. Dạ. Khoảng gần nửa tháng nay người ta không có đi. Nên là nữ nó sẽ đóng rông đóng bèo lại. Nước này nó hôi dữ không anh? Nước này không có hôi đâu, nước cái xích vô trong kia nó hôi, nước hôi cũng rất à. Bị dùng này nó gần xong nước bạc cũng đỡ. Còn nước dịch vô trong kia chút nữa là nước suối á. Ừ. Nên khu vạch nước nó hôi. Nên khu vạch nước nó nằm lên nó không có chảy ra vô. Nói chung để kiếm được đồng tiền thì cũng rất là vất vả luôn chứ không phải là chuyện đơn giản. Mà ngày nay thì vật giá lại leo thang. Mà 60-70 ngàn để sinh sống cho một ngày là một điều gì đó nó phải chi tiêu thật là tiết kiệm mới được. Chứ nếu như mà chi tiêu mà không tiết kiệm thì coi như là không đủ sống luôn. Gạo thì sao anh là... mua có người ta có cho không? Ừ. Trời ơi nhiều rồi kìa. Mò hết cái đó quay lại đây được không? Dạ. Anh mò hết đó rồi quay lại đây, clip màu đó. Thôi leo mương thôi. Dạ, dạ. Để em coi cái thành quả đựng ký đó chưa? Dạ. Anh lần mò cũng hay á, chứ mò không hay là chứ không như em là chứ không có con nào rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Con cá mà đang lội mà anh bắt còn dính. Ồ, nghe sộn sộn rồi đó. Có nghĩa là trong đó ốc cũng nhiều rồi. Hết chưa? Hết rồi, quay lại đây đi anh. Leo lên. Em lựa cái mương có ốc nhiều nhất luôn. Ừ. Mương này là không gài biết, không ai đi chứ. Mương này để dành nè. Để dành cái nhiều quá. Rồi lên đi. Rồi chưa? Nhiều chưa? Được cả nửa ký á. Gần nửa ký nè, 300 gram à. 300 gram. Mừng không? Mừng rồi. Rồi lên, mời anh lên đây. Rồi đổ ra, đổ ra. Đổ ra. Ê da. Trời ơi. Con cá bắt luôn hả? À, được 200 ngoài gram. Hai con luôn kìa. Hai con. Được cái 250 gram. Con ốc này là con ốc ốc bu thì cái đít nó nè nhọn ra. Cái con này ốc lát. Con ốc lát này thì cái đít nó bằng hơn. À. Hai loại con ốc này á, cô bác quý anh chị biết không? Con ốc này á thì nó có nhớt, ăn nó có nhớt nha. Ốc lát nè. Còn con ốc này á thì ăn nó không có nhớt và con ốc này ăn giòn hơn con ốc này và giá trị của con ốc này nó cũng rẻ hơn con ốc này, rẻ hơn con ốc bơ lát. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Thì hai con cá nhỏ xíu thì xong thả nó đi. Bắt về kho khô. Hả? Bắt về kho khô luôn. Bắt về kho khô luôn hả? Dạ. Trời, áo anh ướt á, nên thành nó chân dạ. Đeo đó. Bắt về kho khô luôn. Dạ, em bắt về kho khô luôn. Hai con đó ăn được bữa không? Kiếm thêm. Chiều em đi dân lưới thêm. Có lưới nữa hả? Dạ. Lưới là lưới gì? Lưới ba màng của ông chủ nhà ông mua á. Ừ. Mua ông đẩy ra khi nào ấy dân ăn. Rồi con ốc này nhìn thấy cũng ngon hơn. Dạ.
cái này mà anh không bán thì anh để dành anh luộc rồi anh kho lại cũng được, cũng ăn được bữa ăn đúng không? Dạ. Buồn buồn thì ăn cơm với ốc kho cũng ngon chứ. Hôm cũng ăn cơm với ốc. Dạ. Dạ. Thì sao không bán ta không mua hay là để dành ăn? Ít quá rồi, không có gì ăn rồi thì mình ăn luôn. Bán đủ cũng không đủ mua đồ ăn đâu. Ờ có con tép ở đây hả? Dạ, con tép anh. Thả nó đi. Rồi, nói chung là ngày hôm nay á thì Bùi Hồ đến đây để mà gặp gỡ anh Lực á. Thì cái thứ nhất là hữu duyên. Dạ. Và cái thứ hai là ngày hôm nay Bùi Hồ có dịp về lại Hậu Giang. Thì biết được cái cuộc sống của anh mà cũng là không có gặp được chị thì cũng hơi buồn buồn để mà chia sẻ hết cái cuộc sống của gia đình. Mong sao mà chị hết bệnh về thì Bùi Hồ có dịp quay trở lại thăm anh cùng với gia đình. Dạ dạ. Dạ. Thôi. Ốc là sáng bán được nhiêu rồi? Dạ được 100.000 rồi anh. Được 100.000 rồi. Dạ. Vậy này bán này thêm được 1 triệu nữa được không? Dạ. Hả? Mắc lắm á. Mắc là sao? Bán vậy là mắc á. Vậy là mắc hả? Ngày nay em có dịp đến đây để chia sẻ hình ảnh của mình. Dạ. Rất mong là cô bác của anh chị sẽ đồng hành cùng với chung tay với nhau để mà hỗ trợ cho anh có một nơi ở ổn định. Mà hỏi thật nè, anh có nền không? Ấy ông chủ nhà không cho. Nếu ông, ai có cắt thì không cho hả? Dạ, không có nói với anh gì đó. Quay nào ấy thì anh cho cắt. Anh ấy bởi vì nghèo khổ rồi anh có anh cho chứ anh đâu có tiếc gì đâu. Anh nói vụ gì tiền bạc thì giúp không nổi chứ còn đất đai người ta có bị ở giường. Cho mình lên nhà được. Anh có mấy anh em anh Lực? Mồ côi của mình hơn nè. Mồ côi hả? Dạ. Ba mẹ? Không ai chứ á. Dạ hả? Dạ. Không ai là sao? Có nghĩa là hồi đó thì bị cho rồi xong rồi cái em bị quýnh và đập á. Rồi em tự động trốn đi rồi lưu lạc tới giờ luôn. Là sao? Có nghĩa là hồi nhỏ em bị cho á. Là anh là con nuôi. Dạ. Của ba mẹ ruột anh. Cũng như ủa, của ba mẹ anh. Con ba mẹ rồi mẹ bắt cho cũng như là vợ chồng hạnh phúc sao mà cho người ta. À. Em thấy biết gì đó rồi sau cái em cho người ta em đi giữ châu á. À. Bị người ta quýnh em trốn đi. Ừ. Lúc đó anh nhiêu tuổi? 7-8 tuổi hả? Dạ hả? Dạ. Anh trốn đi luôn tới giờ? Trốn luôn tới giờ luôn. Trốn dạ. Đi rồi về đây ở đây luôn. Nhà anh ở đâu? Không biết nữa. Dạ hả? Còn nhỏ quá em trốn đi em đâu biết. Ừ lúc đó là sao mà mình gan mình trốn đi chứ vậy? Đâu có biết đâu, bị con nít mà, bị quýnh rồi xong rồi mình chịu không nổi tự động đi. Coi như là mình đi bụi đời luôn. Dạ. Cũng như anh Mười gì đây. Ừ. Kêu theo anh Mười, kêu ba ông ba đi, kem theo. Theo rồi ăn cơm, làm. Cái anh Mười bạc đãi thì người khác kêu em đi thì nói đó. Rồi đi vòng đi riết rồi cái tới gần bự em mới về đây, ở đây. Tới giờ luôn. Ở đây thấy bà con ta cũng thương mình á. Rồi xong rồi em ở đây tá túc đây luôn. Thôi không nhắc lại nữa. Đầu năm mới thì em thay mặt cho anh Chuyên với lại chị Minh ở Mỹ á, gửi cho dạ. Anh 1 triệu đồng ha. Dạ. Để gia đình mình có thể là hỗ trợ cho chị để mình coi bệnh tình của chị như thế nào. Dạ dạ. Ha. Chúc mà anh luôn gặp nhiều may mắn. Em xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Thiếm, anh chị, bà con cô bác giúp đỡ gia đình em. Em xin cầm hành trong ơn giúp đỡ được em hoàn cảnh khó khăn. Em xin cảm ơn bà con cô bác anh chị giúp đỡ gia đình em để mà có nhà để mà em che nắng che mưa. Để có số tiền em lo bệnh cho vợ em xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình em. Em cảm ơn anh Mười. Anh Mười đâu? Anh tên gì? Anh Bùi Hồ. Ồ, em tên Bùi Hồ. Em quên nữa rồi đó. Em xin cảm ơn anh Bùi Hồ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn anh Chuyên và chị Minh ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình anh một phần quà trị giá 1 triệu. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Chung mà chút xíu em quên à. Rồi bỏ ốc vô đi về. Dạ. Coi chừng bỏ quên ốc lại không. Cái này trừ khi ấy chứ đương không thì không quên đâu. Đi ngồi có khi mới quên. Ngồi hồi có khi quên chứ còn nếu mà đã vô có anh Mười đâu gì hả? Anh Hồ gì không quên đâu. Dạ hả? Dạ. Rồi. Bye bye và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Bye bye.